Thời gian qua, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh phát hiện gần 300 cơ sở cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tiến hành xử phạt gần 130 trường hợp với số tiền trên 300 triệu đồng. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu theo công văn số 248 ngày 2 tháng 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Huyện Khoái Châu phát hiện 65 trường hợp vi phạm, xử phạt 99 triệu đồng, dừng hoạt động hai cơ sở là một quán cà phê và quán game hoạt động trái phép trong thời gian giãn cách xã hội. Thị xã Mỹ Hào phát hiện 7 cơ sở vi phạm, xử phạt 95 triệu đồng. Lực lượng công an tỉnh phát hiện đề xuất xử lý 33 trường hợp, phạt tiền 51 triệu đồng, đồng thời phát hiện xử lý 16 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19, phạt 9 trường hợp với số tiền 50 triệu đồng. Trong đó, có một trường hợp ở thị xã Mỹ Hào, live stream, tung tin một người tử vong tại cây xăng bao bì là do COVID-19, bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, bị xử phạt 5 triệu đồng.